Thừa Thiên Huế, số ca COVID-19 giảm mạnh những ngày đầu năm mới. Trong hai ngày đầu năm mới, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giảm mạnh. Sáng mùng 3 tháng 2, mùng 3 Tết Nguyên Đán, thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngày mùng 2 tháng 2 đã ghi nhận thêm 86 ca bệnh khẳng định dương tính sát COVID-2 có mã bệnh của Bộ Y tế. Trong 86 ca mắc COVID-19 mới này, phát hiện tại khu cách ly tập trung 7 ca, giám sát y tế tại nhà 2 ca. F1 đang thực hiện cách ly tại nhà 5 ca và tại cộng đồng 72 ca. Trong khi đó, ngày mùng 1/2, tháng mùng 1 Tết Nguyên Đán, tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận 84 ca bệnh khẳng định dương tính SARS-CoV-2 có mã bệnh của Bộ Y tế. Trong đó, phát hiện tại khu cách ly tập trung 1 ca, F1 đang thực hiện cách ly tại nhà 12 ca và tại cộng đồng 71 ca. Như vậy, trong hai ngày đầu năm mới, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã giảm mạnh so với những ngày trước đó. Cụ thể trong tuần cuối năm 2022 âm lịch ngày 25 đến ngày 31 tháng 1, số ca mắc COVID-19 trong ngày ở Thừa Thiên Huế đều trên mốc 200 ca. Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch covid 19 tỉnh Thừa Thiên Huế, đến nay toàn tỉnh có 21.753 ca F không có mã bệnh. Số bệnh nhận có mã bệnh được điều trị khỏi là 19.441 người và có 133 ca bệnh tử vong. Trong 130 ca tử vong có 127 ca là già yếu, lão suy, mắc bệnh nền như tăng huyết áp đái tháo đường béo phì suy tim mạng suy thận mạng bệnh phổi tắc nghẽn mạng ung thư giai đoạn cuối xem thêm video đang được quan tâm hoàng dũng các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé